Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục chuyển chữ phần 307. Đường Tam đánh tan huynh đệ cung phụng 96 cấp phần 2. Được Lam Ngân Hoàng chuyển hóa đã biến thành màu lam. Ngay sau đó, từ trên hai cánh tay của hắn phân biệt lở rộ ra lên hai màu sắc khác nhau. Nhất thời hai ống tay áo của hắn nổ tung. Trong nháy mắt, cánh tay trái bị luồn quang mang màu vàng lâu bao phủ, cánh tay phải thì biến thành màu xanh lam trong suốt. Ngay sau lưng của hắn, hai cái đồ án khổng lồ lặng yên xuất hiện, một cái hình cự viên cùng với một cái hình là nghiêu mãng. Đúng là hình dáng của Thái Thản cự viên Nhị Minh cùng với Thiên Thành nghiêu mãn Đại Minh. Ngay sau đó, từ trên tay của Đường Tam đều phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, đều cùng với màu sắc tự thân của cánh tay phát ra hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Thanh Hải Thần Tam Số Kích trên tay phải chỉ về phía trước, thẳng vào Thiên Quân Đấu La đang bay trên không trung. Tay trái lắm thành quyền chợt tiến lên một bước, đánh mạnh vào. Ngay lúc này, hắn lựa chọn chính là đón đỡ để bắt hồn ký của hai gã phong hào đấu la. Từ trên mặt hồn lực mà nói, Đường Tam rõ ràng là yếu hơn bất kỳ người nào trong số hai người trước mặt. Hồn lực của 96 cấp phong hào đấu la cũng đã gấp đôi 95 cấp phong hào đấu la. Càng huống chi, Đường Tam chỉ có 93 cấp. Hơn nữa, hắn đang đồng thời đối mặt với hai gã 96 cấp phong hào đấu la. Hắn lựa chọn chống lại như vậy, nhìn qua không khác gì là so với lựa chọn cái chết. Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch của Đường Tam cùng với hai vị này cũng không quá lớn như biểu hiện chênh lệch cấp bậc bên ngoài. Không sai, trên phương diện hồn lực quả thật là hắn còn kém hai vị kia, nhưng cũng không chênh lệch như là phong ảo đấu la 93 cấp so với phong ảo đấu la 96 cấp thông thường. Ngàn vạn lần không nên quên, bản thân của Đường Tam có đến 6 khối hồn cốt, hơn nữa hắn so với hai vị này còn nhiều hơn đến 3 cái hồn hoàn. Chỉ với mấy khối hồn hoàn hồn cốt này thôi cũng đã có tác dụng cải thiện thực lực của bản thân cực lớn. Mặc dù trên phương diện là hồn lực, tổng thể thực lực của hắn cũng là chỉ có 93 cấp mà thôi. Nhưng hồn lực của hắn nếu so với một tên phong ảo đấu la bình thường thì rõ ràng là cô đọng hơn rất là nhiều. Nói một cách khác, ở cùng với một khối lượng thể tích thì hồn lực của hắn sẽ càng ngưng tụ hơn nhiều. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao hắn có thể cùng với một vị 99 cấp phong ảo đấu la bị đông đối kháng. Hay là lúc trước có thể đánh bại được 5 vị phong ảo đấu la của Hạo Thiên Tông. Cấp bậc hồn lực thể hiện ra bên ngoài, tác dụng chủ yếu là mê hoặc đối thủ mà thôi. Hơn nữa, bất luận là hồn hoàn hay là hồn cốt, tác dụng lớn nhất của hồn kỹ 10 vạn năm không phải là uy lực cường đại, mà là yêu cầu đối với hồn lực của bản thân hồn sư là rất ít. Đạt tới cấp bậc 10 vạn năm, chỗ tốt của hồn hoàn cũng không phải là sử dụng ra hồn lực khổng lồ để phát động công kích cường đại, mà là dùng một lượng hồn lực tối thiểu để có thể tạo ra lực lượng công kích cường đại. Mà ở phương diện này, đối với hồn cốt lại càng thể hiện ra rõ ràng hơn. Tiểu Vũ ở trong số các 10 vạn năm hồn thú cũng tuyệt đối là không phải là hồn thú cường đại. Lúc đầu, hai cái hồn cốt kỹ năng mà nàng cấp cho Đường Tam chính là Thuấn Di cùng với Vô Địch Kim Thân. Khi mà sử dụng gần như là không cần tiêu hao chút hồn lực nào của Đường Tam, mặc dù đó cũng chỉ là hai cái hồn cốt kỹ năng phụ trợ mà phòng ngự, nhưng cũng đã thấy được ưu thế cường hãn của 10 vạn năm hồn kỹ. Bởi vậy, lúc này Đường Tam nhìn qua giống như là lựa chọn đường chết, nhưng mà trên thực tế, hắn đã thật sự là có đủ thực lực để chống lại. Hắn chính là muốn dựa vào lợi thế áp đảo của mình về số lượng 10 vạn năm hồn kỹ so với đối thủ để lật ngược tình thế nguy hiểm trước mắt này. Nương theo hồn kỹ lở rộ, hai tay của Đường Tam đều xuất hiện ra biến hóa kỳ dị. Cánh tay trái của hắn chợt phóng lớn lên, nháy mắt đã phình lên gấp 3 lần. Cơ bắp căng lên, từng đợt ngân xanh hiện rõ, giống như mấy con rắn nhỏ quấn quanh cánh tay của hắn. Quang mang màu vàng kim kinh khủng cùng với quang mang màu đỏ tượng trưng cho cấp bậc hồn kỹ 10 vạn năm quấn quanh thành một khối chợt bộc phát. Một luồng sóng xung kích hai màu vàng đỏ nhất thời thản nhiên phóng ra, mà trên cánh tay còn lại thì lại nổi lên một tầng lân giáp màu xanh lam bao trùm nguyên cả cánh tay của hắn, giống như là bộ lân phiến lúc trước trên mình của Đại Minh vậy. Một chuỗi âm thanh như là lòng ngâm không ngừng từ trên cánh tay của hắn âm thầm vang lên. Trong nháy mắt, thanh quang mãnh liệt bao phủ lên trên Hải Thần Tam Gió Kích, một đạo ánh sáng lồ điện hình rồng màu xanh thẫm trong nháy mắt bộc phát. Lúc đầu hắn chính là dựa vào một kích này mà giết chết toàn trường của Thánh Long quân đoàn. Đường Tam lúc này đang thi triển chính là hồn kỹ của Thái Thản cựu viên xương tay trái hồn cốt, Thái Thản thương cung phá cùng với hồn kỹ của Thiên Thanh nghiêu mãn cánh tay phải hồn cốt, Thiên Thanh tịch diệt lôi đình. Cái hắn đối mặt chính là hai cái đại bát hồn kỹ Bành Long Côn, đập xuống của hàng ma đấu la cùng với lém đi của Thiên Quân đấu la. Hay nói một cách khác, chính là dùng hai cái 10 vạn năm hồn kỹ đối đầu với hai cái vạn năm hồn kỹ. Cái Đường Tam có chính là ưu thế của cấp bậc hồn kỹ, đồng thời cũng lợi dụng tốc độ phóng thích ra của hồn cốt kỹ năng để bù lại cho khuyết điểm của mình là bất lợi về vị trí phát động công kích.
mà thiên quân Đấu La cùng với hàng ma Đấu La thì dựa vào lợi thế của mình là hồ lực thâm hậu. Bản thân đại sư đứng gần đó lúc này mới có thể chứng kiến rõ ràng tất cả, cũng không thể nào kết luận được một kích này ai sẽ chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà đại sư có thể khẳng định được chính là bản thân của Đường Tam lúc trước đã tiêu hao đi một lượng không nhỏ hồn lực. Muốn chiếm được ưu thế cũng là rất khó, nhưng mà đồng dạng hai đối thủ của hắn muốn trong một kích mà đánh bại hắn cũng là khó khăn. Ở giữa không trung đồng thời truyền ra hai âm thanh kỳ dị. Thanh bà long côn to lớn do thiên quân Đấu La từ trên trời giáng xuống đã va chạm cùng với thiên thanh tịch diệt lôi đình. Ngay khi thanh âm kỳ dị vang lên, cả người của thiên quân Đấu La đã tràn ngập một tầng lôi điện màu xanh li ti, cả người run rẩy kịch liệt bật ngửa về phía sau. Thiên thanh tịch diệt lôi đình chính là cái tất sát hồn kỹ mà lúc đầu cái sừng trên đầu của thiên anh nhiều mãn đại minh có khả năng phát ra, sau này đã biến thành hồn cốt kỹ năng cho Đường Tam sử dụng. Uy lực công kích của nó trong số các kỹ năng công kích của Đường Tam cũng chỉ là đứng sau một kích nhất khứ bất hồi của hải thần tam gió kích mà thôi. Nhất là sự bộc phát trong nháy mắt của nó lại càng đã đến trình độ cực kỳ kinh khủng, cũng không kém hơn một kích không gian tê liệt thâm nguyên trảm mà Bì Bì Đông từng phát ra. Bởi vậy mới có tác dụng một kích nháy mắt giết chết tên phong hào Đấu La nó. Dưới tình huống bộc phát ra, ngay cả một cường giả 96 cấp như là thiên quân Đấu La cũng phải chịu thiệt thòi. Chẳng qua coi như là hắn gặp may mắn, dù sao hiện tại Đường Tam cũng đang đối mặt với hai đối thủ. Nếu như chỉ là đối mặt với một mình hắn, như vậy Đường Tam có thể đem thiên thanh thì diệt lôi đình này hội nhập vào trong hải thần ánh sáng. Lại thêm một cái chấn nhiếp tinh thần lực, một kích phát xa, rất có khả năng là sẽ lấy đi tính mạng của tên phong hào Đấu La 96 cấp như hắn. Bên kia, Thái Thản Thương Khung Phá cũng đã va chạm với quầng sáng do hàng ma Đấu La phát xa. Quầng sáng hình rồng to lớn gặp phải luồng ánh sáng hai màu đỏ vàng đang xen nhau, tạo thành một vòng ánh sáng hình bán nguyệt. Trong nháy mắt, lực lượng phát xa do va chạm đã xông thẳng tận chân mây. Trong tiếng lồ ầm vang, hàng ma Đấu La phải liên tiếp lùi về sau hơn 7 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân người. Song trường cầm bàn long côn cũng đã tê liệt một hồi so về mặt lực lượng. Thái Thản cự viên tuyệt đối là đứng đầu trong các hồn thú, mà Thái Thản Thương Khung Phá này chính là lấy sức mạnh mà thắng địch, trong đó còn kèm theo trọng lực ba động liên hồi, có tác dụng làm suy yếu bớt công kích của đối thủ, chính là dạng hình thái công kích cường đại nhất trong số các 10 vạn năm hồn kỹ. Phốc một tiếng, Đường Tam ngửa mặt lên trên trời, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhưng hắn vẫn là không lùi lửa bước. Thậm chí hắn cũng không có lợi dụng khoảng khắc đối thủ vừa bị đánh lui để nghỉ ngơi và hồi phục. Ngang nhiên tiến lên một bước, cái hồn hoàn sắp tại vị trí thứ 8 trên người chợt lóe sáng. Một quầng sáng tròn màu đỏ đồng thời phóng về phía của hai vị phong hào Đấu La. Thiên quân và hàng ma hai vị phong hào Đấu La từ khi xuất hiện đến bây giờ, lần đầu tiên biến sắc, lúc trước bọn họ từ xa xa chứng kiến Bì Bì Đông bị đánh lui. Suýt nữa thì chết trên tay của gã thanh niên này có chút không cho là đúng. Ngày thường bọn họ vốn là một mực tu luyện hoặc là nhàn nhã nghỉ ngơi, đối với thực lực của Bì Bì Đông cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ cho rằng thực lực của nàng không đủ mà thôi, phân ra hai người bọn họ để đối phó với Đường Tam. Bọn họ tự cho là đã hết sức cẩn thận rồi, quan trọng hơn chính là bọn họ chỉ xem trọng thanh hải thần tam gió kích đang nằm trong tay của Đường Tam mà thôi. Lúc trước bọn họ tiến hành công kích quả thật đã đuổi dồn Đường Tam liên tục lùi về phía sau. Mặc dù tên thanh niên này có thể ở độ tuổi như vậy tu luyện đến cấp bậc là phong hào Đấu La đủ để làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng trong suy nghĩ của bọn họ vẫn muốn một trận đánh hôm nay hoàn toàn hủy diệt tên thanh niên này. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, trong tình huống lấy một địch hai này của Đường Tam, trong nháy mắt bộc phát ra hai cái kỹ năng cường đại cùng với hồn lực kinh khủng đem hai người bọn họ hoàn toàn đánh lui. Nhất là thiên quân Đấu La khi lãnh va chạm với thiên thanh tịch diệt lôi đình trên công chúng, sau đó toàn thân lâm vào tê liệt, khí huyết trong cơ thể dâng tràn, dĩ nhiên là cũng đã bị thương nặng. Đường Tam mặc dù là miệng phun ra máu tươi, nhưng mà sau khi kịch liệt va chạm lại không cần phải tu chính, đã có thể tiếp tục phát động ra hồn kỹ công kích. Chỉ riêng điểm này, hai vị phong hào Đấu La sử dụng ra bành long côn kia đều tự nhận là không bằng. Chẳng qua bọn họ cũng là những Đấu La đỉnh phong có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hai người đồng thời giơ cao thanh bành long côn trong tay của mình lên. Mặc dù trong cơ thể huyết khí dâng tràn, không thể sử dụng ra hồn kỹ cường đại, nhưng mà bọn hắn trước tiên là đem hồn lực của chính mình gia nhập vào trong võ hồn, hoàn toàn lối liền thành một thể, bảo trì củng cố thế phòng ngự của mình. Bọn họ tin tưởng rằng dù cho công kích của Đường Tam có rơi trên người của bọn họ cũng có thể dựa vào thế phòng ngự này dùng toàn bộ hồn lực trong cơ thể cùng với Đường Tam mà liều mạng. Nhưng rất nhanh hai vị phong hào Đấu La này đã ý thức được là không ổn, bởi vì bọn họ chợt phát hiện ra rằng cảm giác của thân thể mình đối với xung quanh đột nhiên là gần như biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh dường như là trở nên hư ảo hơn. Đường Tam thậm chí là không có tu chỉnh hồn lực, tiếp tục phát ra một cái hồn kỹ thứ 8 của mình, chính là đến từ con tà ma hổ kình vương làm ngân hổ kình mà chỉ nhiếp, có khả năng làm cho đối thủ choáng váng trong vòng 3 giây, bất cứ kỹ năng phòng ngự nào cũng không thể miễn dịch. Trong lúc hai ga Đấu La đỉnh phong này bị đánh lui, hắn rốt cuộc là cũng tìm được cơ hội thi triển ra cái kỹ năng này. Cùng lúc đó, thanh hải thần tam gió kích trong tay phải của hắn chợt phóng ra, đánh tới thân hình đang phiêu phù ở giữa không trung của thiên quân Đấu La.
mà cánh tay phải của hắn cũng co lại thành chảo, hướng về phía trước, lưng theo tiếng rồng ngầm huyễn hóa thành một cái long chảo khổng lồ chụp vào hàng ma đấu la. Đây cũng là một hồn kỹ khác của thiên thanh nghiêu mãn cánh tay phải hồn cốt, thiên thanh chỉ độn thần chảo. Dưới tình huống bị đối thủ liên tục công kích phải lùi về phía sau, nhìn qua như là sắp không thể chống cự nổi, Đường Tam bộc phát ra thực lực mạnh mẽ nhất của chính mình, hồn kỹ cường đại của 10 và 5 hồn cốt liên tục phóng thích ra. Trong nháy mắt đã xoay ngược cục diện, phát động phản kích như là sấm giật. Xui xẻo đầu tiên chính là thiên quân đấu la, mặc dù thanh bản long quân của hắn đã để ngang trước người, làm ra tư thế có thể ngăn cản được bất cứ công kích nào, nhưng cái mà hắn đối mặt chính là thanh hải thần tạp gió kích có trọng lượng là kinh khủng đến 10.8 vạn cân. Trong tiếng nổ ầm vang, hải thần tạp gió kích đánh lên trên thanh bản long côn, gần như là trong nháy mắt thiên quân đấu la đã bị đánh văng ra khỏi đấu trường. Máu tươi trong miệng cuồng phun, mặc dù cũng chưa đến mức là bị thương nặng, nhưng lần này ít nhất là cũng làm cho hắn muốn lần nữa leo lên trên tường thành cũng cần không ít thời gian. Đây vẫn là do Đường Tam đang ở trạng thái không tốt. Nếu như đang ở trạng thái đỉnh cao, chỉ cần hắn phát động ra một kích nhất khứa bất hồi trong hoàng kim thập tam kích, thiên quân đấu la sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Một phía khác, thiên thanh chỉ độn thần trào cùng với lam ngân hộ kình ma chỉ nhiếp đồng dạng cũng gây ra hiệu quả kinh người. Không sai, thiên thanh chỉ độn thần trào cần phải có thời gian tích lực là khoảng 4 giây, nhưng mà một kích này của Đường Tam cũng đã bắt đầu xúc lực ngay khi hắn phát ra một kích thiên thanh tịch diệt lôi đình kia. Liên tục lối tiếp, ngay khi thấy hải thần tam sở kích phát ra, trảo hình đã xuất hiện. Không để thừa một giây nào, khi mà hàng ma đấu la vừa mới khôi phục lại khả năng hành động, một trảo khổng lồ thiên thanh chỉ độn cũng đã phóng tới trước mặt của hắn, không hề do dự chụp thẳng lên trên người của hắn. Thiên thanh chỉ độn thần trảo chụp chúng, tất cả các giác quan đều sẽ bị trì trệ gấp 10 lần, dường như là cùng với chết cũng là không có gì khác biệt. Nếu như không phải có khuyết điểm cần phải tích lực trong thời gian 4 giây kia, thì riêng kỹ năng này tôi cũng đủ để Đường Tam tung hoành trong giới cường giả cấp bậc là phong hào đấu la rồi. Lúc này hàng ma đấu la trúng phải một chảo này của hắn, cả người đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên trì trệ, bất luận là điều động hồn lực hay là làm ra bất kỳ động tác gì đều trở nên vô cùng chậm chạp, thân thể nhoáng lên chít lưỡi đã là té ngã xuống đất. Đường Tam cũng không có tiếp tục phát động công kích, trước sau sử dụng ra thiên thanh tịch diệt lôi đình, thái thản thương khung phá, làm ngân hổ kình mà chỉ nhiếp cùng với thiên thanh chỉ độn thần cháo, bốn cái 10.5 hồn kỹ cường đại. Tuy rằng hồn lực tiêu hao cho mấy kỹ năng này đối với hắn vẫn là còn có thể thừa nhận, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, ngay trước khi va chạm, hắn đã bị thương không nhẹ, chẳng qua là hắn dựa vào năng lực thân thể mạnh mẽ áp chế xuống mà thôi. Lúc này sau khi đánh bay thiên quân đấu la, sau đó lại chế trụ hàng ma đấu la, hắn rốt cuộc là cũng có một chút thời gian mà thở dốc, oa lớn một tiếng. Một lần nữa hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, hớp mạnh hai ngụm khí, lúc này mới nhấc tay phải lên vận chuyển cống hạc cầm long, thu hải thần tam giao kích về trong tay, đâm ra một kích đâm tới lồng ngực của hàng ma đấu la. Hàng ma đấu la lúc này dù sao vẫn là còn đang duy trì thế phòng ngự, muốn đánh chết hắn tự nhiên là phải dùng đến uy lực của hải thần tam xoa kích. Thời gian trì trệ 10 giây cũng đủ cho hắn chết đến mấy lần. Tình huống bên này của Đường Tam đột nhiên chuyển biến, nhất thời làm cho một phương cường giả của thiên đấu đế quốc ở trên tường thành lúc này khí thế đại thính. Đối mặt bạch cùng với chủ trúc thành rốt cuộc là cũng đã thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch hổ của họ. Đại sư cùng với phấn lan đức liễu nhị long phóng xuất ra hoàng kim thánh long, toàn lực phát động công kích làm cho đối thủ liên tiếp bại lui. Không ít người bị bức rơi xuống khỏi thành. Mấy tên phong hào đấu la của võ hồn đế quốc cũng có mấy người đã bị thương, rút lui. Ngay tại thời điểm Đường Tam dùng hải thần tam xoa kích đâm về phía của hàng ma đấu la cũng đồng thời hét lớn, bây giờ không lui còn đợi đến lúc nào nữa. Mặc dù trên tường thành tạm thời là chiếm ưu thế, nhưng mà lực chiến đấu của chính mình cũng không còn thừa lại bao nhiêu, mà đối thủ lại còn đến 5 tên phong hào đấu la đỉnh cao. Cục diện dưới thành cũng đã gần như là không chịu nổi nữa, lúc này rút lui ít nhất là có thể bảo trì vài phần sinh lực. Đám phong hào đấu la bị thương cũng không phải là dễ giết nhiều vậy, chính mình có thể giết chết tên hàng ma đấu la này đã xem như là thu hoạch không nhỏ rồi. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình, anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa đấu la đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chỉ chưa đấu la đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.